Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1 năm 2023. Tỉnh Hòa Bình hướng tới phát triển kinh tế xanh bền vững. Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tập trận hải quân ba bên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 4, ngành tổ chức xây dựng Đảng tổ chức giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kết quả công tác xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2023. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương, ghi nhận những kết quả toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai trong quý 1 năm 2023. Trong đó nổi bật là chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2023, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, kịp thời tham mưu công tác nhân sự, thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, đảm bảo quy định tiêu chuẩn điều kiện, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao. Về nhiệm vụ trọng tâm quý 2, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về công tác tổ chức xây dựng Đảng, triển khai thực hiện các đề án nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao, bảo đảm tiến độ chất lượng. Tổ chức tập huấn việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ công chức viên chức khối đảng đoàn thể ở trung ương và địa phương. Hoàn thành việc rà soát bổ sung quy hoạch năm 2023 các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023. Tăng cường tập huấn hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng đối với cấp ủy cấp dưới, đảm bảo đồng bộ thống nhất trong hệ thống chính trị. Ngày 3 tháng 4, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã thẩm tra các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến 16 dự thảo nghị quyết như dự thảo nghị quyết về việc sao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023, nguồn ngân sách địa phương. Dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đợt 2. Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường từ cầu Măng, xã Hưng Thi, đi đường tỉnh 449, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cây giống để thực hiện tái canh cây cam trên địa bàn huyện Cao Phong giai đoạn 2023-2025. Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách về thiên tai gây sạt lở kè bảo vệ đê Đà Giang, khu vực K2+538 và thượng lưu cầu Đen do mưa lũ tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Các đại biểu nhất trí với các dự thảo nghị quyết. Đây là những vấn đề cần thiết triển khai thực hiện, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo nghị quyết.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo cập nhật số liệu, đảm bảo tính chính xác, hoàn thiện các nội dung giải trình sớm nhất để Ban Kinh tế Ngân sách thẩm tra báo cáo trước kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 sắp tới. Ngày 3 tháng 4, Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Hòa Bình. Sau 2 năm thi đấu tại giải hạng nhì, Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình đã giành quyền lên chơi tại giải hạng nhất quốc gia năm 2023, khi trở thành một trong hai đội đứng đầu giải hạng nhì quốc gia năm 2022. Đây là bước tiến đáng kể cho ngành thể thao của tỉnh Hòa Bình nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung. Mùa giải năm nay, hai công ty giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media và công ty cổ phần Khát vọng Việt Đức là nhà tài trợ chính cho đội bóng. Bên cạnh đó còn 4 công ty khác tài trợ về trang phục thi đấu, nước uống và các thiết bị phân tích chỉ số cầu thủ. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình đã triển khai công tác chuẩn bị về sân bãi, cơ sở vật chất cũng như lực lượng nhân sự và các vấn đề chuyên môn từ tháng 1 năm 2023. Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương những thành tích mà tập thể đội bóng đã giành được trong mùa giải năm 2022. Đối với mục tiêu trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình tiếp tục tổ chức tuyển sinh các lứa học viên trẻ kế cận cho đội bóng, hướng đến cho con em dân tộc người Hòa Bình. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành trong ban tổ chức địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện cho trận mở màn của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình vào ngày 6 tháng 4 sẽ gặp đội PVF Công an Nhân dân trên sân vận động Hòa Bình. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân đủ 17 tuổi trong năm và nam công dân chưa qua phục vụ tại ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi và đến hết 27 tuổi đối với nam công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở để tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và những năm tiếp theo. Từ ngày 3 tháng 4 đến hết ngày 6 tháng 4 năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hòa Bình đã triển khai cho đăng ký đối với tất cả nam công dân đủ 17 tuổi, sinh năm 2006 tại 19 xã phường trên địa bàn thành phố, đồng thời phúc tra đăng ký bổ sung nam công dân đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi và đến hết 27 tuổi đối với nam công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy, chưa qua phục vụ tại ngũ, hiện đang công tác lao động sản xuất trên địa bàn. Cán bộ công nhân viên chức nhà nước có hộ khẩu ở xã phường nào thì đăng ký ở xã phường đó, dự kiến có khoảng gần 800 nam công dân trong độ tuổi. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cũng yêu cầu các xã phường tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự đủ thành phần, hết đối tượng, hết độ tuổi, đăng ký đúng đủ nội dung, xét duyệt và phân loại chính xác. Từ ngày 3 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh giảm 0,3 đến 0,5% một năm các mức lãi suất. Cụ thể, giảm 0,5% một năm đối với các loại lãi suất. Lãi suất tái cấp vốn giảm còn 5,5% một năm. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng giảm còn 0,5% một năm. Lãi suất tiền gửi từ 1 đến 6 tháng giảm còn 5,5% một năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên giảm còn 4,5% một năm. Lãi suất đối với tiền gửi bằng Việt Nam đồng tại Ngân hàng Nhà nước giảm 0,3% một năm xuống 0,5% một năm. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong một tháng lãi suất điều hành giảm. Việc giảm lần thứ hai này mạnh mẽ hơn lần trước, thậm chí là giảm cả trần lãi suất huy động. Theo Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 3 chỉ là 2,06%, chứng tỏ sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn đang còn yếu. Việc tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành là giải pháp linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của Quốc hội và Chính phủ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nền kinh tế. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã áp dụng mức giảm lãi suất đối với hệ thống ngân hàng mình. Hiện nay toàn tỉnh có 58 sản phẩm của 41 hợp tác xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Nhiều tổ hợp tác có sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Tuy nhiên hiện nay các hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn do các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã và nâng cao giá trị sản phẩm, tỉnh Hòa Bình tiếp tục tăng cường các hoạt động đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm cho các chủ thể có sản phẩm OCOP đã được công nhận từ 3 sao trở lên và các chủ thể sản xuất có sản phẩm mới tham gia chương trình. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng hàng năm, đồng thời bảo tồn phát triển các ngành nghề làng nghề dịch vụ nông thôn du lịch cộng đồng du lịch sinh thái, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, các chủ thể sản xuất OCOP. Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế xanh bền vững là quan điểm xuyên suốt, bao trùm trên tất cả các lĩnh vực, được xác định cụ thể trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, các cấp các ngành các địa phương trong tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững. Phản ánh của phóng viên thời sự. Kinh tế xanh là một nền kinh tế có mức phát thải thấp, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Kinh tế xanh tập trung chủ yếu vào công nghiệp, nông nghiệp, du lịch dịch vụ. Trong đó, xu hướng phát triển công nghiệp xanh tập trung vào hai mục tiêu chính là hạn chế phát thải khí CO2, hóa chất độc hại từ các khu công nghiệp, khu chế xuất ra môi trường. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các nguồn năng lượng mới, máy móc kỹ thuật mới thân thiện với môi trường. Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam thuộc khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, thành phố Hòa Bình, để hoạt động bền vững và lâu dài, hướng tới mục tiêu xanh sạch. Vấn đề mà công ty đặc biệt quan tâm đó là môi trường làm việc của người lao động, cảnh quan cây xanh và đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải. Về phát triển kinh tế xanh sạch thì đầu tiên cũng phải khẳng định luôn, công ty chúng tôi là làm việc trong lĩnh vực hoạt động công nghệ cao. Cách đây đã hơn 20 năm rồi thì cái hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của công ty đã được nhập nguyên chiếc từ bên Nhật Bản về năm 2020-21. Ban lãnh đạo của công ty cũng đã quyết định đầu tư nâng cấp lại hệ thống này, và với cái việc mà đầu tư cho cái hệ thống xử lý nước thải, đồng thời quyết tâm để xử lý toàn bộ những hoặc hóa chất có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường của công ty, thì việc xả thải của công ty và tác động đánh giá môi trường của công ty ra bên ngoài là hoàn toàn đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn pháp luật Việt Nam. Nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu tỉnh Hòa Bình phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xanh, xanh hơn và xanh hơn nữa. Trong đó, nông nghiệp được xác định là nền tảng nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh với các loại cây con bản địa, để cung cấp lương thực thực phẩm cho thị trường các tỉnh, thành phố, nhất là vùng thủ đô Hà Nội và vươn tới xuất khẩu. Vì vậy, chất lượng sản phẩm, bảo đảm sạch, an toàn, gắn sản xuất với thị trường luôn được quan tâm. Hiện nay trên địa bàn huyện Cao Phong có trên 1.700 ha cân quả có múi. Trong đó diện tích cam khoảng trên 1.300 ha. Đối với huyện ấy là cái việc chỉ đạo và hướng dẫn, để rồi là tập huấn cho người dân về trồng cam theo cái hướng hữu cơ, và hiện nay trên địa bàn huyện Cao Phong có khoảng trên 500 ha là diện tích theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Có thể nói đây là một trong những cái địa chỉ tin cậy đối với lại người tiêu dùng dùng cam sạch trên địa bàn huyện Cao Phong. Cụ thể, trong phát triển nông nghiệp, tỉnh Hòa Bình tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất sạch, an toàn. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Phát triển du lịch gắn với mục tiêu giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng các sản phẩm du lịch gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong thời gian tới thì Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mai Châu sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân huyện về cái việc triển khai cái kế hoạch trong phát triển du lịch và thực hiện cái du lịch cộng đồng của địa phương, cũng như là có những kế hoạch bảo vệ môi trường, cũng như là cái việc kích cầu thu hút đầu tư trong thời gian tới để nhà đầu tư đến đầu tư phát triển. Ngoài ra thì tiếp tục đào tạo nghề lao động nông thôn, tận dụng mọi nguồn lực để tạo điều kiện cho người dân phát triển du lịch. Phương châm hướng tới phát triển xanh bền vững, phát triển ba trụ cột chính là nông nghiệp, công nghiệp sạch, phụ trợ có giá trị cao và du lịch là mũi nhọn. Phát triển hạ tầng quan trọng hướng tới vùng thủ đô sẽ tạo tiền đề để tỉnh Hòa Bình thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững.
Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, khó khăn trong xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng cao huyện Đà Bắc. Huyện Lạc Thủy đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Mặc dù vậy, tại nhiều địa phương vùng sâu vùng xa của huyện Đà Bắc, kết quả xây dựng nông thôn mới vẫn còn khoảng cách chênh lệch khá lớn so với mục tiêu của huyện. Đây cũng là thử thách đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của các địa phương để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Bước vào xây dựng nông thôn mới, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc gặp rất nhiều hạn chế do xuất phát điểm thấp như cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Xóm Anh có vị trí địa lý thuận lợi nhưng từ năm 2018 khi sáp nhập giữa hai xóm Yên và xóm Anh, khu vực dân cư sống rải rác rộng hơn thì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thực sự khó khăn. Xóm Anh có 177 hộ dân thì chiếm đến 40% thuộc diện nghèo và cận nghèo, kinh tế của người dân chủ yếu phụ thuộc vào phát triển lâm nghiệp và trồng lúa. Dù đưa giống mới vào gieo trồng cũng chỉ đáp ứng nhu cầu lương thực ăn trong năm. Do đó, việc huy động các nguồn lực xã hội hóa trong dân rất khó. Hiện nay, đến nhà văn hóa, cộng đồng phục vụ nhân dân sinh hoạt cộng đồng các dịp lễ hội cũng chưa có. Vận động cái nông thôn mới ở vùng cao chúng tôi thì cái đặc thù thì cái khó khăn là cái đất ở ấy thì khó khăn rồi, nhưng mà vận động cái mặt bằng nó càng khó khăn hơn. Thì tuy nhiên bà con chúng tôi cũng vận động bà con nhân dân là đóng góp, nhưng mà ở trên vùng cao thì rất là khó khăn về cái tiền để đóng góp để xây dựng cái nhà văn hóa. Để khắc phục những khó khăn hạn chế trong xây dựng nông thôn mới, nhiều xã của Đà Bắc đã triển khai các giải pháp như phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện mở các lớp tập huấn kỹ thuật, tuyên truyền vận động nhân dân khai thác tiềm năng thế mạnh, tiếp tục phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, giao các tổ chức đoàn thể giúp đỡ các hộ hội viên khó khăn tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Đặc biệt kết hợp các nguồn vốn giữa nhà nước và nhân dân cùng làm, mở đường xây dựng các tuyến đường bê tông vào các khu sản xuất giúp người dân tiêu thụ nông sản được thuận lợi. Trước đây là chưa có cái đường này thì dân làm đường mòn, là khai thác được một cây lâm sản ở trong này ra thì phải mấy ngày liền mới ra được đến nơi được một cây, nhưng mà mất bao nhiêu công để lấy được một cây, sau về thì được nhà nước quan tâm thì được. Cái đường này thì xe cũng đến nơi và dân cũng đỡ khổ hơn nhiều. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Đà Bắc giai đoạn 2021-2025 trung bình đạt 12,44 tiêu chí một xã. Xã đạt 19 trên 19 tiêu chí gồm có 4 xã, Tú Lý, Hiền Lương, Cao Sơn, Toàn Sơn. 10 xã đạt từ 10 đến 12 tiêu chí, còn 2 xã Nánh Nghê, Đoàn Kết đạt dưới 10 tiêu chí. Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn vận động người dân chỉnh trang cảnh quan môi trường, tham gia hiến đất hiến công tài sản để thực hiện các công trình dân sinh trong xây dựng nông thôn mới. Quan trọng nhất là vấn đề tuyên truyền và nhận thức của người dân hiểu rõ, và đặc biệt là vấn đề nhận thức của người dân để về cái xây dựng nông thôn mới, và để người dân người ta nắm và hiểu cái việc xây dựng nông thôn mới là để đáp ứng yêu cầu chính cái người dân và phụ cho chính người dân, để người dân hiểu và tham gia cùng với cấp ủy chính quyền địa phương. Vẫn còn những khó khăn để đạt được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng cao của huyện Đà Bắc. Chính bởi vậy, ngoài sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền, cần sự chung tay đồng thuận của người dân phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, huyện Lạc Thủy chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, tạo bước chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới, nâng cao tại các địa phương. Gia đình bà Bùi Hồng Linh ở xã Quan Dụ, huyện Lạc Thủy phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi dê. Trung bình một năm gia đình bà xuất chuồng 2 lứa dê. Cùng với phát triển trồng trọt, mỗi năm thu nhập của gia đình từ 50 đến 60 triệu đồng. Bà Linh luôn giữ cho mình lối sống mẫu mực, giữ gìn các giá trị truyền thống văn hóa gia đình. Mọi người trong gia đình đều hòa thuận tiến bộ. Gia đình bà Linh luôn được bà con nhân dân trong thôn xóm đồng tình ủng hộ và ghi nhận. Nhiều năm liền, gia đình bà đều đạt gia đình văn hóa. Nói chung thì gia đình cũng cố gắng phấn đấu làm sao mà
Mình muốn là đạt được cái kết quả tốt nhất thì trong cái việc chăn nuôi thì mình cũng phải học hỏi các anh các chị cũng rất là nhiều. Nếu ai có nhu cầu mà muốn chăn nuôi thì mình cũng có thể là mình chia sẻ cho họ biết thêm những cái gì mà mình đã biết và mình sẽ truyền đạt lại cho những hộ cá nhân khác. Ủy ban xã đã xây dựng các cái kế hoạch xây dựng đời sống văn hóa quân cư. Thế và họp triển khai rộng rãi đến từ ban chấp hành đảng ủy cũng như là đối với ban ngành đoàn thể, thế và dưới cơ sở thôn để coi là tổ chức thực hiện tốt cái kế hoạch của ban xã như của ban huyện giao, đặc biệt là phát động phong trào toàn dân thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, ghép vào đó là coi là hàng năm thì yêu cầu các thôn điều chỉnh bổ sung các hương ước quy ước để làm sao nó phù hợp với cái đời sống văn hóa quân cư, tham gia đầy đủ các phong trào, nhất là đường làng ngõ xóm, cũng là xây dựng cái gia đình văn hóa, làng văn hóa, cộng đồng văn hóa và gia đình học tập. Sau nhiều năm triển khai, phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã phát triển sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Thủy đã vận động hỗ trợ xây dựng sửa chữa hơn 40 nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phát triển kinh tế cho 3 hộ nghèo với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Xác định phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Bên cạnh đó, nổi bật trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chính là phong trào xây dựng gia đình văn hóa khu dân cư văn hóa. Kết quả năm 2022, toàn huyện có hơn 100 khu dân cư văn hóa, đạt trên 96%, hơn 16.000 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm hơn 90%. Thời gian tiếp theo để thực hiện tốt các nội dung và cái cuộc của vận động và phong trào, thì cái nhất là tiếp tục chỉ đạo mặt trận cơ sở phối hợp với lại các cấp chính quyền cũng như là các cái tổ chức đoàn thể thành viên của mặt trận cơ sở, chỉ đạo các cái trưởng ban các mặt trận khu dân cư tiếp tục thực hiện tốt các cái cuộc vận động, trong đó có cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, để làm sao đó cái môi trường của huyện Lạc Thủy, đặc biệt là cái ngõ xóm sẽ xanh sạch đẹp và cái môi trường sẽ trong lành và an toàn, đẹp đẽ, ngày một khang trang và tốt đẹp hơn. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã làm thay đổi tích cực về diện mạo nông thôn, đời sống người dân, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Nga trả tự do ngay lập tức cho một nhà báo Mỹ trong cuộc điện đàm của ông với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra thông tin về cuộc trò chuyện vào Chủ nhật. Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi phóng viên Evan Zerkovic của Wall Street Journal bị giam giữ ở Nga hôm thứ Năm vì bị nghi ngờ làm gián điệp. Bản tin cho biết ông Blinken đã truyền đạt mối quan ngại nghiêm trọng về việc giam giữ mà Bộ Ngoại giao Mỹ gọi là không thể chấp nhận được. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang thúc giục Nga trả tự do cho Zerkovic. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng ông Lavrov đã nhấn mạnh trong các cuộc đàm phán rằng Zhukovic đã bị bắt quả tang trong khi ông đang nhận dữ liệu bí mật và thu thập dữ liệu cấu thành bí mật nhà nước dưới vỏ bọc của một nhà báo. Tuyên bố cho biết thêm rằng tương lai của công dân Mỹ sẽ được quyết định tại tòa án. Truyền thông Nga đưa tin Zhukovic có thể bị kết án tới 20 năm tù nếu bị kết tội gián điệp. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 2 ngày với Nhật Bản và Hoa Kỳ vào thứ Hai tại vùng biển phía nam bán đảo Triều Tiên. Các quan chức của Bộ cho biết lực lượng hải quân của họ đang tham gia cùng lực lượng phòng vệ hàng hải của Nhật Bản và hải quân Hoa Kỳ trong cuộc tập trận ở vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju. Các tàu tham gia bao gồm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, USS Nimitz. Các quan chức cho biết cuộc tập trận ba bên sẽ lần đầu tiên kiểm tra các thủ tục đối phó với tàu ngầm kể từ tháng 9 năm ngoái. Bộ này cho biết cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phản ứng của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản trước các mối đe dọa dưới nước của Triều Tiên, bao gồm cả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Theo các quan chức, ba quốc gia cũng đang nối lại các cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn chung lần đầu tiên kể từ năm 2016.
2016. Họ nói rằng đó là một phần trong các động thái nhằm bình thường hóa hợp tác an ninh ba bên. Liên minh ba bên này là điều mà Triều Tiên không hài lòng, được thể hiện rõ ràng khi nước này tiến hành một vụ thử vũ khí liên lục địa vào ngày Tổng thống Hàn Quốc Chun Suk-yeol lên đường tới Tokyo để tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Các chuyên gia dự báo những hành động khiêu khích tiếp theo sẽ đến từ Triều Tiên. Ả Rập Xê Út và các nhà sản xuất dầu thuộc OPEC cộng khác đã tuyên bố cắt giảm sản lượng hơn nữa trong một động thái có khả năng làm tăng giá dầu thô. Chính phủ Ả Rập Xê Út đã công bố thông qua phương tiện truyền thông nhà nước hôm Chủ nhật rằng họ sẽ giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng mỗi ngày từ tháng 5 cho đến cuối năm. Iraq và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng cho biết họ sẽ cắt giảm sản lượng từ tháng tới. Tổng mức cắt giảm lên tới hơn 1,1 triệu thùng mỗi ngày. Cùng ngày, Nga cũng cho biết họ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng nửa triệu thùng hàng ngày cho đến cuối năm nay. OPEC cộng đã duy trì mức cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng một ngày kể từ tháng 11 với lý do triển vọng không chắc chắn về nhu cầu dầu thô. Giá dầu thô đã giảm gần đây. Vào tháng 3, chúng tạm thời giảm xuống dưới 70 đô la một thùng lần đầu tiên sau khoảng 15 tháng. Giữa không khí khô và gió mạnh, hàng chục đám cháy rừng đã bùng phát ở nhiều vùng của Hàn Quốc với những nỗ lực ngăn chặn vẫn tiếp tục. Một trong những đám cháy lớn nhất được báo cáo là tại một ngọn núi ở huyện Hongseong, tỉnh Chungcheong Nam Do, miền trung của đất nước, khiến các nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo cháy rừng cấp độ 3 cao nhất. Một vụ cháy rừng cấp 3 khác bùng phát ở thành phố Daejeon. Hơn 1.000 người đã được sơ tán khỏi hai đám cháy. Cảnh báo cấp 3 được đưa ra khi cháy rừng ảnh hưởng đến diện tích hơn 100 hectare hoặc khi phải mất hơn 24 giờ để khống chế. Trong khi đó, các nhà chức trách đã gần như dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng ở Seoul, bắt đầu từ núi Inwang. Hàn Quốc đã báo cáo hơn 30 trường hợp chỉ riêng vào Chủ nhật. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem lại chương trình trên trang website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HPTV. Kính chào, tạm biệt.